đến với kinh Yêu Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 1 tới câu 7 của ngày thứ tư thuộc tuần thứ 14 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ, trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, em của ông, Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em của ông, Philip-phê và Bartolomeo, Thomas và Matthew, người thu thuế, Giacôbê, con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon, nhiệt tâm, và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Các bạn thân mến, bản tin mừng hôm nay tường thuật lại cho chúng ta hay việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ để họ là những cánh tay nối dài trong việc loan báo tin mừng. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng trao ban thêm cho họ quyền năng của Ngài như xua đuổi ma quỷ, chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi. Quyền năng của Thiên Chúa trao ban là một quyền năng thiêng liêng, chỉ với một mục đích duy nhất là để phục vụ Chúa và mang ơn cứu rỗi của Ngài đến cho người khác. Vì quyền năng của Thiên Chúa trao ban là quyền năng thiêng liêng nên không được dính bén những gì thuộc về trần thế. Do đó các tông đồ không được lo lắng về việc thế gian. Dù các ông được chọn từ nhiều môi trường xã hội, chính trị, văn hóa rất khác nhau, chẳng hạn như Giacôbê thuộc nhóm người Do Thái sùng đạo, Matthew thuộc nhóm cộng tác với người ngoại bang, Simon thuộc nhóm cách mạng. Có thể nói những người mà Chúa Giêsu chọn lựa tiêu biểu cho sự thấp kém trong xã hội Do Thái. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nhưng Ngài vẫn tuyển chọn vì đường lối Thiên Chúa khác với đường lối con người. Điều Ngài cần nơi họ không phải là cái đang là mà là cái sẽ là. Tuy họ tầm thường, khuyết điểm, nhưng với ơn Chúa, họ sẽ làm nên được những việc phi thường. Họ giống như những người đi gieo giống, không bao giờ ngồi lại trên luống cày mà họ đã gieo, nhưng là phải đi đến mọi ngõ ngách của thế giới. Chúa Giêsu đã gọi đích danh các thánh tông đồ, và Ngài cũng đang thì thầm gọi đích danh mỗi người chúng ta: hãy theo Ngài. Theo Ngài để khám phá tình yêu cao cả, để rồi từ đó tiếp tục chuyển đạt đến cho người khác. Thưa các bạn, đây cũng chính là bản chất của giáo hội, tức là bản chất truyền giáo. Nếu không, giáo hội đánh mất bản chất của mình. Trong ý nghĩa đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã khẳng định giáo hội vẫn sẽ tiếp tục là một giáo hội truyền giáo trong tương lai, bởi vì đặc tính truyền giáo thuộc về bản chất của giáo hội. Trong thông điệp Tertio Millennio Adveniente số 57, vì vậy đối với giáo hội, truyền giáo là một ân sủng, một ơn gọi xứng hợp và là căn tính sâu xa nhất của giáo hội. Trong tông huấn Evangelii Nunciandi số 14. Các bạn thân mến, khi nghe những lời của Chúa trong ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy tự hỏi chính mình là: tôi có lưu tâm tới công việc truyền giáo của giáo hội không? Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy an vui.